xin chào toàn thể các bác nhé. Trước mặt các bác là con xe huyền thoại, con này chinh chiến suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua. Đấy, và đã có những chuyến hành trình, chuyến gửi hàng đi 50 cây, 70 cây, một chuyến đi đến hàng trăm cây chỉ với chiếc xe này trên một chuyến đi. Và có những chuyến đi đến là tầm 100, gần 200 cây một ngày. Đấy. Đó, con xe rất là thần thánh luôn. Hôm nay thì em đang dùng con xe này để đón chờ một kiện hàng. Một lô vang hàng bãi giá khá hợp lý. Đấy, hàng bãi giá khá là hợp lý. Cứ biết thế đã. Rồi, thì lát nữa là sẽ có hàng về và sẽ quay cho các bác xem. Đây là vang số. Đấy, nhắc lại các bác nhà vang số kia. Các chị đi thì kia đi. Đấy, đi thế cái chỗ này. Rồi, các bác đi xe cẩn thận nhá. Rồi, mùa này là chuẩn bị đến mùa hè rồi. Mùa dịch là cũng tháng nữa thôi là tan dịch rồi. À, các bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp nhá, sẽ có rất nhiều hàng hay để cho các bác cùng lựa chọn. Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Vừa nãy chào rồi quên. Bây giờ sẽ bóc ra cho các bác xem là trong đây là có những cái gì. Đấy. Gì? Đấy. Cái gì? Cái gì thế này? Cái này em vừa kể rồi, cái này là cái vang. Đấy. Và đây là cái dòng vang số. Nhưng mà về đến Việt Nam là không có phần mềm nên là em mua được cái giá có thể gọi là tốt hoặc là rẻ. Tốt rẻ ở đây không phải là giá nó thật là rẻ, thật là tốt, mà tốt rẻ ở đây đó là cái chất lượng của nó khá là tốt so với tầm giá mà các bác có thể mua được. Đấy, đây mình sẽ bóc ra cho các xem. Đại ca này đóng gói kỹ thế nhỉ, đóng gói cẩn thận như này. Đấy, gửi xe mà đóng gói cẩn thận này kiểu như là gửi hàng qua bưu điện ấy. Đấy, thế mà mấy hôm lâu rồi có mấy bác là đặt hàng bên bưu điện, cuối cùng là em nhận lại mấy đơn rồi ấy. Em không muốn kể đâu. Em chán các bác quá. Đùa. Thế các bác làm anh em bán hàng mất hết cả niềm tin vào khách hàng này. Bán hàng cái gì nữa nhỉ? Rồi. Đấy, cắt nguyên kiện luôn. Đấy. Về sao là cứ thế mà cắt vậy. Đấy, rồi ok. Sẽ mở ra xem nào. Xem còn gì nữa không. Ui dồi ôi, xốp xiếc này. Ui dồi ôi. Đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, hàng bên em nhập về là một số cái trong tình trạng này. Lâu không vỡ được một ít hàng bãi. Đợt này quyết định là lấy một ít cái hàng bãi mà giá nó vừa tầm, gọi là rẻ. Đấy, để phục vụ các bác, chứ còn hàng bãi mà cao cấp quá thì các bác lại hay kêu là đắt này anh mua làm sao được, làm sao anh mua được, anh mua hàng bên khác rẻ hơn đấy, thế thì bọn thợ chúng em bó tay à. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ cho con xem nhé. Vang đây là có tầm 9 chiếc. Đấy. Hàng bãi về là trong cái tình trạng là xít nữa thì như mới. Đấy, đây nha, em sẽ đặt đây. Đấy, vang này là của hãng GK. Đấy, rồi đặt đây, em sẽ dỡ ra, đặt đây cho xem. Đấy. Cái về thì đẹp nong nanh, cái về thì hơi móc méo tí. Có cái về thì hơi bẩn, hơi như này này. Đấy. Thì giá nói chung là giá thì lấy như thế rồi, không còn cái gì để mà kêu nữa. Giá quá tốt trong tầm tiền này. Đấy các bác ạ. Ui dồi. Không phải nói đùa các bác, như nhiều cái nó còn nguyên cả ni lông này. Bóc ra nhé. Bóc luôn ra không phải nè. Em sẽ bóc luôn cái ni lông này ra. Đấy, nhiều cái về nó còn nguyên cái ni lông này. Đấy. Ui dồi, bóc ra trông đẹp thế nhỉ. Đúng không? Đấy, nhìn màn hình đẹp thế. Về được có 9 cục thôi. Đó. Và còn lại là bây giờ là đang đấy, hết không có gì cả. Rồi, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem là ruột gan bên trong và hình thức bên ngoài. Về được 9 cục thì trong đó nó có mấy cái cục em sẽ nói luôn như này. Có một cục là cái mặt đằng sau là mặt màu trắng. Còn lại tất cả các bác nhìn thấy đây là toàn màu đen hết. Đấy, nhưng cùng của một công ty làm, tất cả ruột gan như nhau. Đấy. Đây, cái này là của GK này. GK này. KV6000 này.
Thì có đúng một cái, có đúng một cái. Có đúng một cái. E model này 2002 này. Đấy, tức còn ruột gan bên trong thì như nhau. Đấy, có đúng hai cái, hai cái này thì các bác thích thì các bác lấy, không thích thì thôi không sao cả. Em về em bán lẻ cũng không quan trọng. Đấy, còn các bác thích kiểu gì kiểu ruột gan như nhau. Ok, ruột gan như nhau. Chất lượng âm thanh ra như nhau. Khi bác lấy thì em sẽ setup đầy đủ nền và cái này nó setup rất là dễ. Còn các bác mà muốn học setup thì em sẽ làm một cái video giới thiệu về cái quá trình setup của cái vang này. Nói chung là giá này không có gì mà kêu cả. Giá quá hợp lý rồi. Giá bán cho các bác là quá hợp lý rồi. Rồi ok, bây giờ em sẽ mở ra và quay cho các bác xem là bên trong nó có những gì các bác nhé. Và rồi đây là sau khi em tháo tung ra này các bác này. Tất cả đây nhé. Tất cả phía bên này là GK. Đấy. Và phía bên này thì là có GK. Đấy. Cũng là GK và một con ở giữa là LW. Đấy. Thì tại sao em phải quay làm hai vùng này? Thì để đây là cho các bác luôn này. Con này là mặt đằng sau đen này, mặt đen nhá. Con này thì mặt cũng là đen nhưng là khác thương hiệu nhá. Đấy. Con này thì lại là mặt trắng nhá. Đấy, nhưng lại cùng thương hiệu nhá. Đấy. Thì các bác sẽ nhìn qua đây là thấy luôn là đấy, phần linh kiện này tất cả giống hệt nhau, không khác nhau một con điện trở, không khác nhau một con tụ nào. Không khác nhau cái gì, khác mỗi một là tên thương hiệu, hai là cái mặt màu đen màu trắng. Có thể là cái nô này, nô màu trắng này là nô bản sau hoặc là bản trước. Thì em cho các bác xem đây nhá. Đấy, họ ghi là Gakiber King này. Đấy. Và con đằng trước cùng này cũng vậy. Đấy, cũng là KV6000. Con đằng sau này cũng là 6000. Và con ở giữa này thì khác cái tên thương hiệu, hoặc là họ về họ tẩy xóa tên đi, họ sang một cái khuôn nó kiểu gần như là khác. Nhưng thật ra là linh kiện giống hệt nhau. Đấy. Linh kiện gần như giống hệt nhau, các bác nhìn nhá. Nhiều các bác lại nhìn trông hèo hoạt này bảo là này ăn thua gì. Bảo sao nó rẻ thì đúng thật. Này bảo sao rẻ nhưng cơ bản là cái tiếng của nó rất là hay. Hay đây là tiếng nó hay. Đấy. Đây em cho các bác xem nhá. Đằng sau này. Các cổng này Kenter súp này. Mid R này, đấy. Đều được mạ vàng. Đúng không ạ? Và các cổng ra cắm các bác nhìn nó có một cái chất gì đó nó chuyên nghiệp, nó khác hẳn. Các bác nhìn các cửa rò xe, cửa rắc cắm hoa sen hay bên em hay gọi là các cửa rò xe A. Thì đây là sử dụng một cái loại kiểu rắc cắm gần như khác hoàn toàn so với các loại phổ thông trên thị trường. Đấy. Đỏ và trắng. Thì đây đằng sau khuôn nhựa là khuôn màu đỏ. Đấy. Một cái khuôn nó khác hoàn toàn so với thì, trên thị trường. Bây giờ khuôn trên thị trường các bác mua những con vang, các bác mở ra cái cổng rò xe, cổng AV đầu vào ấy, chủ yếu là khuôn nhựa màu đen và nhìn nó gần như con nào cũng như con nào. Có mỗi các dòng nó kiểu này nó linh kiện nó khác một tí thôi. Đấy. Đấy là về cái phần cơ bản linh kiện các bác có thể nhìn thấy rõ. Còn những phần mà các bác nhiều các bác không hiểu, ví dụ phần chip xử lý trung tâm này, CPU RAM này, rồi là các cái liên quan thì nhiều các bác không biết đâu. Đấy. Các bác nhìn kỹ nhé, những con linh kiện này. Chi tiết không? Độ hoàn thiện khá là cao. Đấy. Mà giá là khá là vừa tầm trong cái tầm tiền của các bác đầu tư. Đấy. Các bác đầu tư chưa đến 2 triệu đồng mà được một con vang mà nó sử dụng toàn linh kiện khá là chất này. Không nói là linh kiện hầm hố, khủng bố, đại ca, đại tạo gì hết. Mà ở đây gọi là khá là chất. Đấy, các bác nhìn này. Tiếng rất là hay mà dễ xử lý, rất là dễ chỉnh. Chỉnh dòng này nó kiểu na ná giống dòng series X ấy. X5, X6, X8, X9, X10 ví dụ thế. Đó. Và đây mặt form này, mặt form thì có là gần như là dòng X luôn. Các bác hình dung là dòng X nào, con này gần như là vậy. Khác một tí thôi, khác một chút so với dòng X thôi, chỉnh rất là dễ. Đây là có là mic này, mat in này, music này, reverb sub này, mononi này. Mononi đây là chắc là chế độ này. Most Echo Canter System sẽ là điều khiển trung tâm này, bấm System và điều khiển trung tâm, mắt đi là trung tâm điều khiển khác phần cuối. Đấy, còn đây là hệ điều khiển, hệ System hệ. Đấy, các bác bấm đây sẽ điều khiển được gần như là khá. Và Quick đây là thoát ra này, Up Down lên xuống. Up Down này thì các bác nào mà nhìn Up Down rồi nhìn các kiểu nút này nó khá là giống một số dòng X nhá. Đấy. Và núm volume là hoàn toàn là vô cực. Bởi vì dòng này em không mua được cái phần mềm bản quyền của nó. Đấy, thế này là bán rẻ thôi, chứ còn có phần mềm xem ăn nhau đống tiền đúng không ạ. Đấy, rồi, ok. Này các bác xem nhá. Khá chi tiết đúng không ạ. Chả khác nhau cái gì.
nhìn đây là ba con nó có hơi khác nhau một chút về cái phần gọi là ngoại cảnh, tức là hình thức bên ngoài, còn linh kiện bên trong thì không khác nhau bất cứ một con linh kiện nào, giống hệt, giống từ đầu đến đuôi. Các bác nhìn đống vàng này có thích không? Đấy, các bác nhìn đống vàng này có thích không ạ? Đống này còn không chơi thì chơi đống gì đấy. Đấy, vàng chất ra rẻ đây, thế này là phục vụ các bác là hết tầm luôn nhé. Đấy, rồi xong bên này. Đây thì nhiều con là nói thẳng nhiều con ở bên trong nó còn bụi bặm này. Đấy, lát nữa này em sẽ dùng chỗ ấy phẩy qua ít bụi xong nó cho nó sạch sạch tí. Để các bác nhận hàng là đẹp từ trong đẹp ra ngoài. Đấy, đẹp như ai đó thì em không kể nữa đâu. Đấy, nha. Đấy, tất cả là máy đều là máy hai nguồn, nguồn vuông. Đấy, và trước khi các bác nhận hàng thì em sẽ làm một video test thử riêng cho từng bác một. Các bác thích chế độ như nào, em sẽ setup nền cho các bác như thế. Đấy, con này chỉnh tay không khó đâu, chỉnh rất là dễ. Đấy, cơ bản là tầm này em đang vướng một ít việc nên là làm video nó hơi chậm tí, nên còn hôm nào mà rảnh rảnh cái là video lại ra như mưa ngay. Đấy, các bác nhé, tất cả là đều nguyên zin hết, chưa có nào động chạm sửa chữa gì. Về đây là năn em sẽ lấy chổi, em sẽ vệ sinh qua phần trong phần ngoài cho nó sạch, cho nó bay hết bụi bẩn đi. Đấy, để các bác nhận hàng an toàn, hiệu quả, kiểm tra đúng mặt hàng, vui lòng thanh toán, được phép cắm và test nhạc thử. Đấy, các bác nhé. Và tuy nhiên dòng này thì em lấy em sẽ nhận cọc của các bác rồi, nếu đấy là điều chắc chắn rồi, khỏi phải linh tinh nữa thì năn em sẽ setup lên và test thử luôn cho các bác. Đấy, test thử với một đôi loa tầm trung thôi. Đấy, để các bác nghe thử xem chất lượng như nào. Không biết là các bác có thích không, mấy hôm trước lấy một ít loa về về đâu hết đến đấy, hay quá. Có mỗi con đẩy này không đi. Mỗi con đẩy hình như giá hơi cao phải, em lấy vào giá cao lắm rồi. Đấy, rồi ok, thì bây giờ em sẽ setup lên một cặp loa và test thử cái vang này cùng đẩy mấy loa để cho các bác cùng nghe thử xem là chất lượng âm thanh của nó như nào các bác nhé. Vâng, xin chào toàn thể các bác nha. Tiếp tục trong buổi chương trình ngày hôm nay thì vẫn hải đống vang. Thì hôm nay em giới thiệu lại các bác cái vang này. Vang này là vang GK Gap Biker hay Gapper Kai King này, KV6000 đấy. Và như hình ảnh hôm trước các bác có được xem thì hôm nay em giới thiệu lại. Các bác lấy hàng thì có hai trường hợp này, có hai trường hợp này. Một là gửi xe, đúng không ạ? Gửi xe thì đơn giản thôi, các bác gọi điện bảo anh lấy con vang hôm trước chú giới thiệu ấy, thì anh ở tỉnh này, tỉnh nọ, hay là tỉnh trai, hay là tỉnh niêu, tỉnh vạc, rồi được không kể nữa. Đấy, thì các bác cứ nói là anh ở tỉnh này, tỉnh kia. Đấy, em hỏi mà các bác có gần bến xe, hay gần trung tâm thành phố hay chỗ nào đấy không, thì xe nó chạy qua thì em gửi xe lên cho nhanh. Đấy, đấy thì là có một trường hợp như thế. Hoặc là hai là các bác ở xa xôi, em bảo là không bình miền tổ quốc đúng không? Đấy thì như giá là em đã báo là bao ship rồi. Đấy, giá thì em báo là bao ship rồi, thì nếu mà các bác lấy thì ở xa thì em sẽ nhận cọc trước là 100 đến 150.000 đúng không ạ? Thì sau đó là nhận hàng, các bác kiểm tra đúng mặt hàng ok, các bác test thử và ok, các bác thanh toán. Lưu ý là hàng không được tháo ra kiểm tra như thế này. Đấy, hàng các bác thấy là em sẽ đóng gói, đóng nắp vào. Đấy, và có tặng theo các bác là dây ca lông để các bác cắm từ vang súng đẩy, hoặc là dây ca lông các bác cắm từ vang súng âm ni. Đấy, tùy, nói chung là tùy. Các bác bảo là anh dùng âm ni thì em sẽ tặng cho là dây chuyên dùng để cắm âm ni. Đấy, cắm được cỡ này, các cỡ này cỡ vào này, các cỡ này cỡ ra này. Đấy, thì các bác lấy thì cắm âm ni thì em sẽ tặng theo dây đúng cắm để âm ni. Còn nếu mà dây các bác cắm vào va đẩy thì em sẽ tặng cho cái dây như thế này. Đấy, đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo đó là cái dây nguồn là không thể thiếu đúng không ạ? Đấy, thì con này là nó có chức năng là đầu vào nó có hai cửa đầu vào là nin 1 và nin 2, cộng với đó là ba lỗ cắm mic ở đằng trước. Đây các bác có thể thấy luôn ba lỗ cắm mic đằng trước. Ở trước khi gửi hàng thì em sẽ test thử và test cho từng ba khách một cách thật là ok, một cách thật là hoàn hảo. Đấy, để các bác có thể về ghép với cặp loa của các bác. Lưu ý những cặp loa của các bác thì các bác nên cung cấp cho em rõ và chi tiết một số thông tin như là loa của bác như nào thì em sẽ setup sẵn và các bác về nó cứ thêm dùng thôi. Còn các bác về mà thích setup thì cũng được, mất thêm chút công để chỉnh nữa. Thế thôi.
Thì em nói luôn là vang này là không có phần mềm nên là giá nó mới thế thôi. Chứ mà nó có phần mềm xem thì giá phải tầm 2 triệu mốt, 2 triệu 2 là cái chuyện tất nhiên rồi. Đúng ạ, tất nhiên rồi. Đấy, thi thoảng ôm được nô thôi, không có phần mềm thì có thể về bán rẻ cho các bác được. Em sẽ chỉnh setup lên cho nó đầy đủ và các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán thế thôi, có gì đâu rồi. Đúng ạ, rồi. Thì đấy là những gì em muốn nói chi tiết. Đấy. Và quay lại về cái phần linh kiện bên trong cái máy thì em sẽ quay cho các bác xem này. Con vang này thì nó sử dụng thì em sẽ rút cái này ra nhé. Rút cáp này các bác về là không nên tháo ra, không nên chọc máy linh tinh vào trong máy nhé. Đấy, máy này là độ chi tiết và độ chính xác của nó rất là cao. Đấy. Là có 1 2 3 ba con đầu to. Đấy, một con này là hình như là điều khiển cho màn hình thì phải. Em đoán là thế. Đấy, mặt trước nó có màn hình này. Đấy, màn hình hiển thị số nhé. Hiển thị số và ba núm vặn đấy. Nó có effect, mic và music. Đấy, này các bác hiển thị được luôn. Và có nhiều nhé. Chế độ mic này, chế độ reverb, chế độ echo này. Rồi đủ các kiểu để các bác ăn chơi. Đấy. Đúng không ạ? Rồi, thì đây là những cái gì bên trong này. Nó có hai cục nguồn. Một cục nguồn là nó điều khiển cho cái phần màn hình và cũng như là hệ thống playback căn hú. Và một cục nguồn là nó sẽ cấp nguồn cho toàn bộ cái hệ thống xử lý trung tâm và xuất tín hiệu đầu ra cũng như là xử lý tín hiệu đầu vào. Đấy, các bác nhìn thấy luôn nhé. Nó tụ nguồn này, đấy, diode này. Đấy, nắn nọc nguồn đủ các kiểu. Đấy. Thế thôi, và nguồn là nguồn vuông. Đấy, nguồn vuông. Nó ghi đây là transformer. Không phải là robot biến hình đâu nhé. Transformer, đấy là máy biến áp. Đấy thì đây nó có ghi điện áp đầu vào là 220V, 50/60Hz và điện áp ra là 0V, 10V và 0V, à 10V, đấy, đối xứng 10V. Cục trên này là 220V, 50/60Hz và điện áp ra là có 7V. Đấy. Con to này là 15W, con bé này có 7W. Đấy, ăn rất là ít điện. Đấy, tổng con này là chưa đến 30W. Đấy. Dùng hết cỡ thì chưa đến 30W, còn trung bình thì dùng lúc nào phải tầm 22-24W. Đúng ạ? Đấy trung bình thôi. Còn tùy từng lúc sử dụng. Đấy, và điện áp sử dụng con này là 220V. Đấy, bác về cắm đúng 220V cho em nhé. Con này đúng 220V, nhiều có bác về cắm 240V nó vẫn chạy vù vù sao đâu. Đúng không ạ? Nhiều các bác nhà chạm ngay đầu nguồn này, ví dụ thế. Ví dụ nhà em đây chạm ngay đầu nguồn, lúc nào điện phải tầm 230-240 mà sử dụng thiết bị rất là ok. Không có lỗi nằm gì cả. Đấy, rất là ngon ảnh. Đấy, rồi ok. Thì đây là em sẽ tắt cái vang đi cho các bác xem nhé. Tắt vang đi này. Đấy, xong bây giờ bật lên này. Đấy. Thì bây giờ đang quay, lát nữa là sẽ setup với loa. Đó, rồi ok. Thì đây linh kiện bên trong máy đi nhé, các bác xem nhé. Các bác lấy con vang nào cũng được, giá như nhau. Đấy, tất cả giá như nhau. Đây là phần linh kiện bên trong máy. Nhìn từng con linh kiện bé bé con này, chất nhỉ. Nhỏ nhỏ bé bé con mà chắc thế. Rồi thì bây giờ em sẽ tiếp tục mời các bác cùng nghe thử một số đoạn nhạc cùng với là lời ca tiếng hát của một số người khác mà em chưa muốn kể tên đấy nha. Rồi bây giờ em sẽ setup vào nắp vào cũng như cố gắng setup và quay cho các bác xem là hát hò như nào đấy. Rồi ok, các bác nào đấy thì quan tâm liên hệ thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, giá thì em báo ngay rồi. Thôi em không kể giá nữa đâu. Đấy, thế thôi. Có 9 con thôi, không nhanh thì hết đấy. Giá khá là tốt rồi. Có dưới 2 triệu. Khá là tốt rồi. Đấy, ok.